Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ bẻ đám rau cải này ăn một ít, còn cho con thỏ ít nha các bạn. Các bạn thấy trời lạnh không? Sương nè, sương xuống nè, lạnh. Lúc sáng thì có sương sương muối đó, nó đóng một lớp đá mỏng mỏng. Bây giờ trời nắng lên chút xíu nó tan rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bẻ hết số cải này. Cải này là cải làng, cải gì đó không biết. Cái cô nào á cho má mình á, xong rồi má mình cho mình trồng mà mỗi lần ăn bẻ hoi như vậy vẫn còn các bạn. Rồi mùa đông á, cải này vẫn sống luôn nha các bạn. Rồi mùa xuân tới thì cho mình rất là nhiều hoa. Mấy con thỏ thấy tội quá à. Đó, mình bẻ mình ăn một ít thôi. Còn cho con thỏ mớ. Cái mùa này là mấy cái bắp cải hay là những cái rau nào mà sống mùa đông á, nó rất là thích các bạn. Đó. Mình khỏi phải cần tưới gì hết. Khi nào lạnh quá mấy cái rau này nó sẽ bị tê tái các bạn. Nhưng mà cái gốc vẫn còn sống nha các bạn. Đó. Ăn không hết thiệt. Đó. Ăn nữa cho thỏ nữa. Ok. Đó, mấy cái cọng này thì mình để cái bữa lên tiếp. Các bạn thấy cái gốc của nó nè. Đó. Nó sống lâu lắm á. Rau này xào thịt bò ăn ngon lắm nè. Rồi xào không ăn cũng ngon. Xào tỏi. Đó. Ở này cũng bắp cải nè, nhanh lớn lắm á. Đây nữa nè. Mùa đông là mùa của bắp cải đó. Đó. Cái nào cũng muốn xếp lại thành cái bắp cải hết trơn rồi. Mình trồng trễ để mình thu vào mùa đông. Nguyên cái cây bắp cải này bự quá nè các bạn. Bẻ bớt đi ha. Một mớ luôn. Các bạn ơi, các bạn thấy rau tầng ô của mình nó ra bông chưa? Dễ thương ha. Mùa thu rau tầng ô ra bông rất là đó. Còn đợt trước khoai tây mình trồng xuống đây nè các bạn. Mình thu hoạch xong rồi mình trồng lại, giờ lên tốt chưa? Nhanh ha. Không biết mùa đông có thu được khoai tây không nữa. Đó, mới trồng có chắc hơn tháng à. Giờ lên cái cây này, đẹp chưa? Trồng lại cái chỗ cũ đó. Nhìn cái gốc của nó nè. Mình trồng 2-3 củ gì ở đây nè. Đó. Dễ thương. Mấy cây bắp của mình nè. Mùa đông mới trổ bông. Nhìn nè. Đây ra trái nè. Đó. Sao kịp ăn. Cái gốc bắp thiệt là bự ha. Bự quá chừng luôn ha. Đó. Trên này ra cái bông này đẹp chưa? mùa đông tới mà bắp ra hoa trổ cờ mất cừ quá. Ra trái nữa nè. Không biết có được ăn không. Nó hái một mớ cải làng luôn. Nhìn mấy chú thỏ này các bạn. Thấy thương quá à. Các bạn ơi, hái được một rổ rau rồi. Định ăn nữa cho thỏ nữa mà thôi cho thỏ hết đi ha. Mình ăn mình ra mình hái thứ khác còn nhiều lắm. Nhìn mấy con thỏ này nó thấy rổ rau nó mừng. Nó mừng quá chừng đó. Bây giờ mở cửa ra. Đó. Đừng nhảy ra ngoài nha. Nè cho thỏ nè. Nó thích lắm. Mấy con chuột lang ở dưới nè. Rau cải tươi ngon sao không thích được ha. Cho thỏ. Cải này ở ngoài chợ Tàu bán cũng mắc lắm các bạn. Đó, một nửa ký khoảng 2 đô mấy đó. Một ký thì khoảng 100 ngàn tiền Việt Nam. Mà ở nhà mình trồng có mà thấy dư thì mình cho thỏ ăn. Mấy con thỏ mê lắm. Chuột lang cũng tham gia ăn nè. Đó. Trời lạnh lắm các bạn. Thỏ rồi thay lông mết rồi nè. Trời lạnh mà chuyển mùa này qua mùa khác là thay lông rồi. Đó, mấy con thỏ nhà mình bây giờ ăn ngon lành ha. Thỏ đen lông bạc trên thành là lông trắng luôn.
đó, nó ra là ra lông trắng trắng, để bữa cái lông nó mọc lâu cái nó thành đen các bạn. À, chuột lan rồi thỏ này gì ham ăn chuột lan trắng, cái dây mấy chụp hình hả chuột lan. Hư chạy đâu rồi đó. Buổi sáng ra hái mớ cải lãng cho ăn như vậy là thích lắm. Chỗ ăn riêng không ăn rồi, tới dành với thỏ mới chịu à. Bạn thấy mấy thỏ, mấy con chuột lan sống chung dễ thương chưa? Ăn thì ăn chung, còn chuột lan thì tối leo lên lưng thỏ ngủ. Không có ngủ ở dưới chuồng đâu, leo lưng ngủ không mà sang lắm. Xa xa ra, nhìn nó nhai thấy giòn quá ha. Nó hết rồi thỏ bông hết rồi, có trong chuồng thôi. Nổ ở trong chuồng ăn đủ rồi. Rồi mình quay sơ cho các bạn xem cho vui thôi ha. Đó, xong rồi thùng rau ngổ của mình nè các bạn. Ngò om mấy bữa mình ươm cho các bạn xem đó. Bây giờ trời lạnh như thế này, cái nước nó lạnh lạnh cấm luôn á các bạn, nhưng mà vẫn sống ha. Thì khi nào tuyết rơi á, ngò om sẽ lụi hết các bạn, sẽ úa hết đó. Bây giờ cũng còn ok ha, lạnh lắm, nước lạnh còn hơn nước đá nữa đó, bỏ tay xuống giống như mình muốn đông cái tay luôn. Thấy chưa, vậy mà ngò om cũng sống được nữa, rất là thơm. Mình lấy thử một cái đây ha. Nè, các bạn thấy không? Nó rễ nè. Bứt ngang lên, rồi cắm xuống lại. Đó, thì bữa thu hoạch một lần nữa. Đợt trước thì mình đã cắt một lần để mình nấu canh chua rồi các bạn. Bây giờ nó lên lại lần nữa đó. Nhìn dễ thương ha. Đó. Đợt trước mình có chia sẻ video trồng rau ngổ đó các bạn. Trồng cũng rất là dễ. Đợt này mình trồng mình cũng không có xiên tưới nước vo gạo các bạn. Mình tưới có 2-3 lần rồi mình để vậy đó, tại ít ăn quá đó. Nhưng mà lên như vậy là cũng ok rồi đó các bạn. Rau ngổ mà lên như vậy, mình trồng ở Mỹ như vậy là coi như rất đó, tốt đó ha. Có nấu canh chua ăn là ok rồi đó. Ngắt vài cọng vô chút xíu nữa nấu canh ăn ha. Canh chua nước lạnh cống luôn, run quá, tay lạnh luôn các bạn. Mình đợt này mình trồng mình không có tưới nhiều nước vo gạo lắm. Đó, rau ngổ ngắn ngắn thôi, như vậy cũng đủ nêm canh chua rồi ha. À, được mớ ngò om nè các bạn. Ngày hôm qua mình có mua trái thơm rồi, bây giờ hái mấy trái cà chua vô cái nấu miếng canh chua ăn ha. Đó, nấu canh chua cá. Cà chua này chưa chín. Ở trong kia có một trái chín. Mình sẽ hái đủ nấu canh chua thôi. Được 2 trái rồi. Mớ cà chua bi ở đây cũng nấu canh chua được nữa nè. Mùa đông cây cối nó tàn tạ. Trái này ok không? Trái này bị trầy trầy nhưng mà cũng ok ha. Đó, cây nhà lá vườn thèm kịch. Cà chua đen thì hái mấy trái vô. À, chưa gì đã rớt rồi. Cà chín rồi nè. Đó, chín luôn rồi. Canh chua, cà chua đen, cà chua đỏ ăn rất là tuyệt vời. Như vậy chín. Được nồi canh chua rồi đó các bạn. Đây nữa nè. Có hai hết đi ha. Wow, hôm nay cà chua đen chín nhiều quá. Dỡ lên trái nào mà
hồng hồng ở dưới như vậy là chín rồi nè, hồng hồng đen đen là chín. Cà chua đen đỏ dễ thương. Ở đây đây chín không? Chưa chín lắm. Cái này ok ha. Đây nè, đây còn trái. Ok. Ok, trái này được luôn nè. Vậy là chín rồi đó. Còn mớ cà chua đen không biết có thu kịp không các bạn. Trái này ok luôn. Wow, như vậy nấu canh chua dư rồi đó các bạn. Nồi canh chua hấp dẫn ha. Cà chua đen đỏ, canh chua cà chua đen đỏ. Wow, ở đây đây có trái. Năm nay trồng được trái bí đỏ thôi các bạn. Trái gì mà chút xíu xíu vậy. Bự hơn trái cam chút xíu à. Đó, ra trễ quá, trồng trễ quá mà. Được trái bí đỏ dễ thương chưa? Đó. Lạnh quá nở hoa đâu có đậu trái đâu. Nè, nguyên cả mớ bí đỏ ở đây mà không có đậu trái. Đậu được có một trái một. Các bạn ơi, các bạn biết cây này là cây gì không các bạn? Đây là cây kiwi, quả màu xanh nha. Đó, mình ươm hạt hơn một năm rưỡi rồi đó. Mình ươm mình để trong nhà, bây giờ nó lớn như thế này thì mùa đông mình đem ra đây mình trồng nha. Mùa đông trồng xuống đây để cho nó phát triển bộ rễ, xong mùa hè mùa xuân tới nó nứt chồi lên không biết như thế nào nữa, cứ trồng đại đi. Kiwi sống được lạnh mà, tiết phụ cũng không sao ha. Năm trước nó còn nhỏ quá mình không dám đem ra, bây giờ hơi cứng cáp một chút xíu rồi đó, mình đem ra ok ha. Cột ở trong cái cây này sang năm thử cây kiwi này nó lớn bao nhiêu đó. Ý bữa nữa mình sẽ chia sẻ cách ươm hạt kiwi bằng hạt cho các bạn trồng ha. Trồng hơi lâu đó, kiên trì thì mới lên được một cây bự như thế này. Cây này để mình xem mấy gan. Một gan, hai gan, ba gan, một năm rưỡi rồi đó. Từ cái hạt bé xíu à. Ok ha. Trồng vậy cũng vui á. Đó, cái gốc. Cái gốc nè. Vậy thôi, để vậy đi. Mùa hè năm sau mình quay cho các bạn xem thử nó lớn chừng nào hay là nó rụi trong mùa đông luôn nha. Đó, các bạn thấy cây thù lù của mình không? Mình trồng sau này nè, mới ra hoa sau này thôi. Đó, nó chưa có bự lắm. Trái phải bự thì là bự. Bây giờ trái này nó mới ra, nó chưa có bự. Mới ra bông mà, còn toàn là vỏ. Có trái nào bự không? Trái nó bự vậy nè, bự hơn trái cà chua đó các bạn. Nhưng mà không biết thù lù này có sống được mùa đông không nữa, trồng rễ. Nè, cái trái nó nè. Cái hoa nó không biết có giống thù lù bên Việt Nam không. Quá chừng trái đeo nè. Cỏ quá chừng nè. Hôm nay rảnh ra ngồi làm cỏ nè. Nhổ hết cỏ đi. Trời lạnh lạnh nóng nóng. Cỏ lên nhiều quá. Cây thù lù cũng dễ thương ha. Để mình qua bên kia mình coi có trái thù lù nào bự không. Đó, cái cây cải lãng, cải gì nãy mình hái cho thỏ đó các bạn. Bữa trước mình bẻ nè. Bây giờ nó lên quá chừng luôn ha. Đó, dư da cho thỏ ăn mùa đông nữa. Mùa đông nó cũng sống luôn. Mà mình ăn cũng ngon nữa. Cắt vô mình xào tỏi ăn ha. Bỏ tí dầu hào, thịt bò rồi xào lên. Ngon lắm. Ăn hoài luôn các bạn. Cắt ăn hoài. Không có hư đâu. Đó. Còn đây là cây thù lù của mình nè. Mình xem có trái nào bự nữa. Tìm một trái nào bự mình quay cho các bạn xem. Có trái nào bự không? Cái gốc của nó ở đây. Cành nó đi đâu hết trơn, nó mập chung vô đây. Đây. Đây có một trái nè. Đó, chưa có chín, chưa có bự đó nha các bạn. Mà như vậy đây. Đó, bự hơn trái táo tàu. Khi nào nó trưởng thành là nó bự hơn trái cà chua nữa. Quá chừng bự ha. Ở đây có một trái bự nè. Trái này mình lột ra cho các bạn xem nè. Đó. Hái luôn ha. Nó còn xanh. Ào, rớt rồi.
còn đâu nữa. Cái cành nó ngã ở đâu. Wow, nó bị ngã xuống dưới này. Nó bị chôn xuống dưới này. Ông xã ông đổ đất nó lấp cây thù lù luôn. Trái thù lù này nấu canh chua rất là ngon nha các bạn. Nó trưởng thành đó, nó chín, nó chua. Bây giờ thì nó chua nhưng mà chua không có ngon lắm. Mình cắn thử ha. Wow, giòn. Giòn mà chua, ngon cả các bạn. Ngon. Ngon nha, không phải chua dở đâu, chua con. Wow, ngon lắm á. Nấu canh chua tuyệt vời. Bây giờ là mùa hơi lạnh nha các bạn. Mình quay sơ cái dàn nho cho các bạn xem. Thì khoảng hơn một tháng nữa là những cái lá nho này nó sẽ vàng. Nó vàng nhìn đẹp lắm ha. Đó, lúc đó mình sẽ quay lại một lượt nữa. Mình sẽ ghép vô hết cho các bạn xem. Wow, bây giờ vẫn còn xanh tươi đó. Cái bữa nó nhìn mới thương nè. Thương mà đẹp lắm nha. Rủ xuống ra lá vàng rồi bay bay rụng rụng dễ thương lắm. Đó, nhìn kỹ cái dàn nho ha. Hết mấy cái hành này đi, nứt lên lại cái khác các bạn. À, mùa đông tới là hành sẽ ngủ đông, chỉ còn cái gốc thôi. Nguyên một mớ hành ở đây nè, nứt hết luôn. Hôm nay nêm nhiều nhiều hành chút xíu. Wow, mình để mình không cắt nó dài quá chừng. Ngon ha, mớ rau ngò om nè, mớ hành nè, đem vô tha hồ mà nêm canh chua đó. Canh chua thì mình cũng có nêm rau răm nữa. Chút xíu nữa mình hái ít rau răm. Có mấy cọng rau răm ở đây nè, mình hái nè. Mình hôm nay nấu canh chua cá nhám các bạn. Cá nhám ngon lắm. Rau tầng ô bây giờ cũng nứt lên nè. Nắc vài cọng vô. Mà lạnh lạnh chút xíu là những cọng rau răm này nó đen đen tím tím nè các bạn. Đó. Nấu canh chua thì mình không có nấu rau tầng ô, nhưng mà mình lặt vô chút xíu mình ăn. Ăn sống ha, được một rổ. À, cần nước cũng sống mùa đông luôn nha các bạn. Nhìn nè, nó dày đặc hết trơn luôn. Trái dâu lại rớt vào trong này nữa chứ. Được trước mình ăn nó còn non, bây giờ nó già quá rồi, thôi không ăn đâu. Đó, cần nước bữa hôm mình trồng đây nè, ăn. Đợt mùa này chắc mình ăn cũng 6-7 đợt cần nước rồi đó. Thơm lắm. Thôi đi vô nhà đây. Như vậy đủ rồi đó. Đó, mình đã vô tới nhà rồi các bạn ơi. Đó, đồ nấu canh chua của mình chuẩn bị hôm nay nè các bạn. Đậu bắp nè. Đó, đậu bắp mình mua ngoài chợ nha. Me nè, me trái người ta lột ra đó. Cái hiệu này nấu cũng ngon lắm á. Để mua để lâu cũng không có hư đâu các bạn. Rồi, hành tỏi nè. Hành tây nữa nè. Trái thơm. Đó, trái thơm mình mua ngày hôm qua. Nhìn rất là ngon ha. À, không biết ở trong có chín chưa nữa. Như vậy chắc nó cũng hườm hườm, nấu canh chua cũng ok rồi đó, rổ rau đó. Bây giờ mình sẽ nấu canh chua thôi. Nhưng mà khi nào mình rảnh á, mình sẽ chia sẻ cái video nấu canh chua cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích
thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.